Đây là bạn tí đang cấu hình cho cái modem Zigbee. Cái modem Zigbee này nó có hai chế độ, chế độ bone to bone và chế độ bone to bone là điểm to điểm, nghĩa là trong một thời điểm nó chỉ có thể là phát, chỉ có nghĩa là nó vừa là truyền vừa nhận trong một điểm đến điểm thôi. Chế độ thứ hai là chế độ cắt. Lưu ý là gì? Đầu tiên lên đúng không? Cái rút nguồn cấp lại lên nó nháy bốn đèn, nó nháy đúng chưa? Sau khi bốn đèn nháy thì em tiếp tục nhóm một lúc nữa. Thì nếu em muốn mà chế độ của em á là gì, mình treo nhìn vào cái bảng đúng không, nhìn vào cái bảng của mình chế độ nó cắt lại bao nhiêu, cắt lại kéo lên cắt lại hai trên màu đỏ dưới hai dưới màu xanh thì bấm lúc đó chuyển đi, chuyển nó bấm lúc chuyển đi, chuyển đi thì rồi mình nãy chỉ rồi chưa bấm nó chuyển lại chỉ cho nhanh lên. Tại vì trên này nó viết thiếu rồi, trong cái hướng dẫn này nó viết thiếu rồi, không phải vậy đâu. Đèn giữ nút bên hông lúc cấp nguồn lại nó chạy, bốn đèn đang chạy là chúng ta đang vào chế độ cấu hình đúng không? Dạ. Nhấn một cái nữa. nhấn về hai đèn đỏ trên hai đèn xanh dưới cho anh đi. Đúng chưa? Đèn giữ nó trong 3 giây. Rồi nhấn thêm cái nữa, thẻ đây là nhấn cái nữa. Rồi giải mới là cấu hình xong. Ở trong cái hướng dẫn nó không có cái này hiểu không? Rồi vậy thôi, xin chào các bạn.